Trong những năm qua, công tác bảo đảm an toàn giao thông học đường luôn được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng, nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về chấp hành tốt luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Khi mà ngồi sau phương tiện là xe máy thì chúng ta bám giữ chặt vào người lái phía trước, phải không ạ? Không được phép quay ngang, quay dọc và đùa nghịch khi mà ngồi sau phương tiện là xe mô tô, xe máy, các bạn nhớ nhé. Đây là một buổi ngoại khóa về tìm hiểu luật giao thông đường bộ do Công an huyện Lâm Bình tổ chức cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện. Bằng hình thức trao đổi trực tiếp về quy định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em khi tham gia giao thông, sử dụng xe mô tô, xe máy và xe đạp điện đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực từ phía các em học sinh. Bạn đã bao giờ điều khiển xe đạp đi trên đường chưa? Chưa rồi. Đúng rồi, ai cũng đã điều khiển xe đạp rồi. Vậy thì bạn vừa rồi bạn đã nghe được những quy định như thế nào liên quan đến người điều khiển xe đạp? Khi sang đường, nếu mà sang bên phải thì có xe thì có thể sang bên phải được đấy. Đúng rồi, báo hiệu cho mọi người biết. Cái buổi tuyên truyền như này thì thường trang bị cho chúng cháu những kiến thức bổ ích, áp dụng luôn vào những đời sống xã hội mà chúng ta thường như là đi học hay là đi chơi với gia đình ạ. Và ngoài vậy thì chúng ta còn chia sẻ với lại các bạn với nhau về những kiến thức trật tự an toàn giao thông. Ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở trong nhà trường. Trong kế hoạch này thì có sự phối hợp giữa nhà trường với công an huyện để tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các em học sinh. Và qua những cái buổi ngoại khóa như thế này thì các em học sinh cũng đã nắm, đã hiểu hơn về các quy định của pháp luật, các quy định về trật tự an toàn giao thông. Và qua đó thì mỗi em học sinh cũng sẽ là một tuyên truyền viên để tuyên truyền tới gia đình và cộng đồng địa phương nơi các em cư trú. Chúng tôi đã liên tục xây dựng các cái kế hoạch, các nội dung tuyên truyền, đổi mới các hình thức của nội dung tuyên truyền làm sao là để nó sát thực và gần gũi với lại từng đối tượng cụ thể, đúng không ạ? Đặc biệt là với các đối tượng liên quan đến độ tuổi của các học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở là những đối tượng thường xuyên mà có điều kiện để tham gia giao thông, làm sao để giáo dục cái ý thức, trang bị những kiến thức cơ bản về chấp hành các quy định của giao thông đường bộ để các em có thể tham gia giao thông cách an toàn. Trong tuần tiếp theo thì chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ đổi mới những cái nội dung hình thức tuyên truyền làm sao cho nó đa dạng, và sẽ cụ thể hơn, sẽ có nhiều nội dung nó sát thực, thực tế để phù hợp với từng đối tượng làm sao nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền đối với đối tượng là học sinh. Trường tiểu học Lăng Can, huyện Lâm Bình nằm ở khu vực có nhiều phương tiện qua lại. Tình hình trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học luôn là nỗi lo lắng, trăn trở của nhà trường. Vào mỗi đầu giờ sáng hoặc cuối buổi tan học, cảnh ùn tắc giao thông trước cổng trường tiểu học Lăng Can diễn ra thường xuyên. Trước tình hình đó, nhà trường thành lập đội xung kích, đội măng non, đội cờ đỏ để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông khu vực trước cổng trường. Tôi cũng đang có con học ở đây thì trước đây đón con thì cái đoạn đường này nó cũng rất là chật hẹp nên là cũng rất là nguy hiểm cho các cháu. Thì từ lúc nhà trường cũng như là công an huyện tổ chức hướng dẫn phụ huynh xếp hàng như thế thì thứ nhất là bản thân tôi cũng thấy rằng là mình cũng nên chấp hành cái đấy để cho các con noi theo. Và con tôi thì lại ở trường thì cũng được các thầy cô nói đến rất là nhiều nên là hôm đầu tiên thì cháu nói với tôi rồi bảo mẹ ơi, cổng trường con bây giờ là cổng trường Văn Minh ấy mẹ. Mẹ đón con là mẹ phải xếp hàng nhé, đội con ở trong lớp ra là cũng phải xếp hàng thẳng lắm cô giáo mới cho ra. Thì tôi thấy cái việc này nó rất là quan trọng. Thứ nhất là để nâng cao ý thức của phụ huynh cũng như là của các con trẻ. Thứ hai là để đảm bảo an toàn cho chính các cháu học sinh cũng như là những người đi đường. Sau khi triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường và đội thanh niên xung kích tình nguyện của huyện, thì cảnh ùn tắc, chen lấn trước cổng trường tiểu học Lăng Can
đã được cải thiện đáng kể. Qua đó, từng bước nâng cao được nhận thức về chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh của nhà trường. Cách xếp hàng như thế là để tránh khỏi gây tai nạn giao thông và khi đi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm để an toàn cho bản thân mình. Và cho thấy việc đó rất là ý nghĩa. Để cho các bạn học sinh chấp hành tốt luật an toàn giao thông cũng như trong nhà trường cũng như ngoài xã hội thì là ngoài cái việc mà tuyên truyền cho các bạn học sinh trong các buổi chào cờ hay là các buổi ngoại khóa thì nhà trường đã lồng ghép các hoạt động về học qua các môn học về an toàn giao thông cho các bạn học sinh. Và ngoài ra thì mới đây thì là nhà trường đã mời cán bộ phòng cảnh sát giao thông huyện Lâm Bình đến để tuyên truyền cho các bạn học sinh về an toàn giao thông và chấp hành tốt việc đội mũ bảo hiểm đến trường hay là đi xe đạp hàng 2, hàng 3 là tuyệt đối là chấp hành tốt cái việc mà đi xe đạp không đi hàng 2, hàng 3. Và việc quan trọng nhất là trong thời gian gần đây thì nhà trường đã vận động các bậc phụ huynh là xếp hàng ngay ngắn khi đi đón con hoặc là đưa con đến trường. Và như vậy cũng đã tạo cho học sinh và phụ huynh cái ý thức chấp hành tốt luật an toàn giao thông với một cái phương châm là cổng trường an toàn và văn minh. Những chiếc mũ bảo hiểm được sắp xếp ngay ngắn ở cuối lớp học. Với các em học sinh trường tiểu học Thắng Quân, chiếc mũ bảo hiểm luôn là người bạn đồng hành cùng với các em mỗi khi đến lớp. Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa, lồng ghép về an toàn giao thông vào các buổi chào cờ, các tiết học giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép tuyên truyền cho học sinh chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Mặt khác, đẩy mạnh duy trì hiệu quả hoạt động của đội xung kích. Các bạn đội viên và bản thân cháu thì sẽ tuân thủ luật an toàn giao thông, đi xe cần đội mũ bảo hiểm và không được đi ngược chiều. Đến trường thì cháu sẽ nhắc nhở các bạn và đưa ra lời khuyên về cái tác hại của việc không đội mũ bảo hiểm và sẽ nhắc nhở các bạn để tránh vi phạm lần sau ạ. Liên đội thì cũng thường xuyên là tuyên truyền đến các em học sinh vào các thứ hai đầu tuần trước cờ đều có bắt đầu từ đầu năm học đấy ạ. Và cũng trong tháng 9 thì nhà trường bên liên đội cũng đưa ra cái bản ký cam kết giữa học sinh và phụ huynh tham gia chấp hành tốt về luật an toàn giao thông. Và cũng có đội xung kích đứng ở cổng trường để các em nhắc nhở các bậc phụ huynh và các em học sinh để thực hiện tốt. Ngồi lên xe là mũ bảo hiểm của cháu là phải có đầy đủ. Cháu là rất sợ là không có mũ bảo hiểm. Vấn đề nâng cao kiến thức về an toàn giao thông học đường luôn được các nhà trường quan tâm. Thông qua các buổi tuyên truyền này, các em học sinh đã có thêm kiến thức, hiểu biết khi tham gia giao thông an toàn hay kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh ban hành kế hoạch về tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giao thông đến với nhiều đối tượng ở trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2019 thì là chúng tôi đã tập trung tổ chức tuyên truyền đối với lại đối tượng là học sinh sinh viên, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như là ngành giáo dục và các đơn vị có liên quan để tổ chức tuyên truyền tốt đối với lại nhà trường ở trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, các nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhiều mô hình an toàn giao thông, thu hút học sinh tham gia như cổng trường an toàn giao thông, thi tuyên truyền viên an toàn giao thông giỏi giữa các lớp, gắn với công tác thi đua khen thưởng. Giờ chào cờ thứ hai hàng tuần, nhà trường đều dành thời gian nhất định để giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Đồng thời tổ chức cho học sinh ký cam kết, đảm bảo chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Chúng tôi chia từng lớp ra, từng khu vực ra, phụ huynh đón con ở đâu và ở trường chúng tôi thì khuôn viên khá là rộng thì phụ huynh có thể đón con ở phía sân dưới xếp hàng ngay ngắn gọn gàng. Kể cả ngay từ việc để xe của các em học sinh khối 4 năm ở trường chúng tôi là cũng phải xếp xe theo đúng quy định. Học sinh tan trường về là bố mẹ đứng ở phía bên ngoài. 100% học sinh là phải đội mũ bảo hiểm ngồi sau xe máy. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng như là lực lượng là thanh tra giao thông, nhà trường, tổ chức tuyên truyền. Căn cứ vào tình hình thực tế thì chúng tôi sẽ nghiên cứu
tùy từng đối tượng để chúng tôi là chuẩn bị những cái nội dung phù hợp với những cái đối tượng mà đặc biệt đối với lại là cán bộ đi tuyên truyền cần phải chuẩn bị kỹ những cái nội dung trang bị cho các em khi phù hợp với lại từng đối tượng để tuyên truyền cho nó phù hợp. Để nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, mong rằng trong thời gian tới, các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cần tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng có liên quan ở địa phương, tiếp tục xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh.